Hey yo, what's up các bạn, đã trở lại với video unboxing của Trung tháng này. Thì tháng trước là Trung đã có một unboxing cho mấy bạn rồi. Thì đợt này như mấy bạn đã thấy ở cái video lúc nãy thì chúng ta sẽ có hai sản phẩm cho đợt này ha. Thì đợt này là Urban Muscle ở ngoài chỗ anh Lê Trung Chính gửi cho Trung hai hộp rất là bự luôn. Nó là một hộp 3kg và một hộp 4kg. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn với lại cái sản phẩm đầu tiên. Bam! Hey, thì mấy bạn có thể nhận ra đây là cái gì đúng không? Đây là WBI. Thì đây là cái hộp whey của Urban Muscle ha. Thì đây là Ultra Lean Protein. Chúng hay có rất là hay whey story ở trên Instagram luôn. Thì chúng hay nói rằng đây là một trong những cái loại whey rất là sạch luôn. Bởi vì là nó có tới 31g protein trong 35g bột ha. Thì đây là cái thùng lớn hơn của cái thùng của cái hộp hôm bữa 1kg mà Trung quay cho mấy bạn. Thì hiện tại ở trên shop thì đang có hai loại, đó là một loại 1kg và một loại 3kg, cho mấy bạn nào thích tiết kiệm hơn. Thì khi mấy bạn mà order những cái hộp lớn như vậy, mấy bạn uống sẽ rất là lâu luôn á. Tại vì là cái này lên tới 3kg lận, mà mỗi serving của chúng ta chỉ có khoảng 35g bột thôi. Mấy bạn cứ lấy 3kg, mấy bạn chia cho một ngầu muỗng là 35g bột, thì các bạn có thể thấy rằng là nó rất là tiết kiệm luôn, rất là nhiều serving luôn. Thì cái này chắc cũng không quá xa lạ của mấy bạn coi story của Trung ở trên Instagram nữa. Nếu các bạn chưa xem thì các bạn nhớ lên Instagram của Trung, follow Trung ở trên Instagram ha. Trung sẽ keep up với bạn ở trên đó nhiều hơn. Và trong này thì Trung sẽ đọc cái thành phần như các bạn luôn. Như Trung đã nói ở những video trước thì protein nó là 31.3g protein cho một scoop hay một muỗng, chỉ có 0.1g fat thôi, cực kỳ thấp luôn. Trong này chúng ta chỉ có 1.1g carb là trong whey này là cực kỳ sạch. Các bạn có thấy rằng là rất là sạch. Và trong đó chúng ta có cái hàm lượng BCAA rất là nhiều. BCAA của chúng ta lên đến 8.2g BCAA luôn. Và có tận hẳn một cái list những cái loại amino acid ở đây ha. Thì chắc Trung sẽ để cái bảng nutrition ở đây cho mấy bạn. Có những cái L-glutamine nè là tới 0.7g nè. Rồi những cái quan trọng ở trong cái chuỗi BCAA chúng ta cần có đó là isoleucine 1.8g, valine 1.6g và leucine là 4.1g. Cực kỳ những cái con số cực kỳ nhìn rất là mê ha mấy bạn. Còn đó, cái này thì chắc là không có sai lại các bạn rồi. Thì đây là một cái sản phẩm có cái size lớn hơn so với cái đợt trước, là cái hộp nhỏ hơn ha. Thì chúng ta đôi mấy bạn coi. Thì đây là cái hộp 1kg ha mấy bạn. Đây là cái hộp 1kg của Urban Muscle WBI. Thì đây cũng là mùi vanilla cream luôn. Thì cái hộp này cũng là mùi vanilla cream. Ok, và qua sản phẩm thứ hai. Đây là một cái sản phẩm mà Trung đã đợi rất là lâu rồi và Trung muốn review với mấy bạn hỏi rất là nhiều luôn. Đó là NOTG. Đây là sản phẩm NOTG mà ở trong cái vlog unboxing trước là một cái NOTG. Mùi orange là mùi cam và một cái đó là mùi lan. Mà Trung đã có hứa là sẽ review cho mấy bạn rất là lâu rồi. Bây giờ Trung đã cầm trên tay một hộp NOTG cực kỳ lớn luôn. Đây là cái hũ, đây là cái loại 4kg. Và cái mùi là mùi lan splat, nghĩa là mùi chanh. Thì đây là một trong những cái mà post workout mạnh nhất bây giờ theo như Trung thấy luôn á. Tại vì đây là một cái sự cải tiến trong cái việc mà post workout, nghĩa là uống sau khi tập. Bởi vì trong này chúng ta cái thành phần của nó ha, rất là gọi là nhìn vô là mê liền luôn. Tại vì protein của nó là lên đến 33g cho một serving ha. Và fat của nó chỉ có 0.2g thôi. Cái carb của nó là 41.5g carb. Mấy bạn thường là mấy bạn hay uống whey rồi mấy bạn nạp carb chung với whey. Nhưng mà ở trong này chúng ta đã có những cái complex carb, là những cái tinh bột phức tạp ở trong cái NOTG này luôn. Có thể giúp cho mấy bạn phục hồi rất là tốt, phục hồi nhanh hơn rất là nhiều luôn. Và ngoài ra thì có rất là nhiều những cái vitamin ở trong này luôn. Trong này có rất là nhiều vitamin nè. Và có những cái khoáng chất nó ghi là vitamin nè, rồi mineral nè. Thì chúng sẽ list ở đây cái nutrition information của nó cho mấy bạn. Ngoài ra thì trong này nó bổ sung một cái lượng BCAA cũng rất là đẹp, đó là 8.2g ngang với lại WBI lúc nãy. Thì ở trong này cái lượng hàm lượng glutamine nó rất là cao. Bởi vì glutamine là giúp chúng ta sẽ tăng được cái protein synthesis, nghĩa là cái lúc mà chúng ta hấp thu protein á, glutamine giúp cho chúng ta hấp thu tốt hơn ha. Thì trong này cái lượng glutamine khá là cao. Thực sự đây là một cái sản phẩm mà Trung rất muốn mấy bạn sử dụng thử. Bởi vì là nó là một cái sự cải tiến của post workout ha mấy bạn, nghĩa là sử dụng sau tập rất là hiệu quả. Thì đợt này chúng mình sẽ có hai sản phẩm và sản phẩm nào cũng rất là bự hết. Thì đây là cái hộp 4kg ha. Thì 4kg, một cái serving size của nó là 80g bột, là chúng ta sẽ uống 2 muỗng ha, so với 2 cái muỗng.
thì chúng ta sẽ có 4 kg, mấy bạn chia cho 80 gram, mấy bạn sẽ ra được cái serving size của nó. Thì đó là hai sản phẩm unboxing của đợt này ha. Thì đợt này khá là đơn giản, unboxing rất là nhanh với mấy bạn. Thì hy vọng mấy bạn thích cái video này và nhớ là order thử cái NOTG này, bởi vì nó thực sự là Trung Quốc là muốn show cho mấy bạn từ rất là lâu rồi. Thì bây giờ Trung mới cầm trên tay cái sản phẩm này ha. Thì đây là một cái sản phẩm mà Boss Workout cải tiến rất là mạnh luôn, tại vì có rất là vì trong này có 33g protein rồi mà còn có cả complex carb trong này nữa, thì đó là một cái sự cải tiến ha, rất là nhiều và có những cái vitamin nữa. Thì để mà order thì Trung sẽ để một cái đường link ở dưới phần miêu tả description box, thì mấy bạn có thể vô đường link đó, mấy bạn có thể lựa tất cả những gì mấy bạn muốn mua ở trên cái đường link đó, và sau đó mấy bạn phải vô thanh toán. Thì ở thanh toán chúng ta sẽ không cần yêu cầu credit card hay là master card gì hết, chúng ta không cần phải sử dụng một cái bất kỳ một cái hình thức thanh toán online nào cả. Thì ở shop web thể hình thì chúng ta sẽ được thanh toán COD khi mà nhận hàng luôn. Thì khi trước khi đó thì sẽ có một cái ô bên này để mấy bạn nhập cái mã của Trung vô, đó là TNB5, thì mấy bạn sẽ được giảm ngay 5% và còn free ship nữa. Và nhớ là nhớ nhập cái code vô nha, mấy bạn đừng có quên cái code của Trung nha. Thì code của Trung là TNB5, sẽ phải nhớ trong đầu đó là Trung Nguyễn Vizen 5 ha, phải viết tắt là TNB. Rất là cảm ơn mấy bạn đã xem cái video unboxing này của Trung, và sắp tới là Trung sẽ có rất là nhiều cái project với lại bạn DFit là bạn Đặng Hữu Phúc ở bên channel DFit Việt Nam ha. Thì mấy bạn nếu mà mấy bạn chưa subscribe channel cho Phúc thì mấy bạn ở dưới phần miêu tả cũng sẽ có đường link của Phúc ha. Mấy bạn nhớ vô xem video của Phúc và nhớ subscribe cho Phúc và Trung nha. Ok, thì peace out bro.